không tại biết sao hồi xưa là đòi như lẽ không bị lại đúng anh hàng xóm này là biết rồi đó đi ra cho tôi cái gì vậy bỏ đài với chị chính không ờ bỏ đài đấy anh đang mục đích đó ờ đúng rồi bỏ đài cho tôi em để ok coi như là cái này là ok 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 vì sao anh Tùng say hello to teacher Mona với lại teacher Pen với lại boy hello boy hello teacher Mona hello Amy mình bố trên phải ở bố trên YouTube xong rồi ở qua đây đã xinh đẹp giờ đang nhai sao sao là say được anh nghĩ là chắc là do máy tóc mái tóc bây giờ nha gặp mỗi người lên nhân này em đông đàng hoàng nha bây giờ chưa nhiều á tới đông nữa dễ sợ không có phải tại ổng chơi ổng ăn nha ổng ổng lắm ăn gian luôn làm gì chứ em phải ngồi đó ngồi đó cái đá mà cái đá mà cái đá cái đá được rồi được rồi anh qua đi 5 phút anh qua liền con đó là đặt đi trước anh hả em đi trước anh em đi ờ vậy á con đó là em 6 năm rồi làm biến nào Anh qua năm nay đúng đó và xong rồi bắt đầu là nó đưa cái thư nó báo mình nói chung đá luôn nghe mình ngày nào mà để bóng đá cái này làm lái cho nó thơm ra anh làm cho bé không mất hồi lâu rồi tại đi qua đây năm 2000 nha 2000 là năm anh có mất cái 5 năm nữa hả 5 năm rồi nhớ chưa em là dư năm rồi nè mà chưa làm năm có chưa rồi anh chưa ông trăm ngày càng khó không nhưng mà cái luật nó vẫn cái người đi trước mà nó nói cái người mới thôi rồi em tư đây rồi rồi chúc mừng anh em hello teacher Mona teacher boy everybody I'm here in California South California yeah Nha Trang House Nha Trang Đồng House yeah and we say hello to all teacher yeah. We miss you we miss you too much have you have to see you on 2019 in Palawan right okay vì sao ấy ạ đúng rồi 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 đừng có uống ta đẹp rồi mà làm chi đẹp nữa rồi gặp gặp hồ xíu Phước An gặp hồ xíu Phước An đâu cần phải đi mất cấp đâu gặp xíu Vinh mà gặp hồ xíu Phước An đâu cần đi mất cấp đâu Ăn rồi, nhiều rồi. Ủa nhà anh Phong thường mở mà. Hả? Cái giường thì rộng. Nhưng mà trồng thì lúng tung á, trồng avocado, chanh rồi ba cái rau Việt Nam á. Ổi nữa, có ổi. Cái avocado này nó chưa chín, mùa này nó ra trái nhiều lắm mà tới tháng 10 nó mới chín. Còn là cây lớn không á, cây cao không? Không, nó cũng cao, nó kiểu tụi Mỹ nó trồng hồi xưa nó lùn. Nãy phải yêu cầu chị hát bản Quỳnh Hương giống ca sĩ Quỳnh Hương. Yêu cầu bản Quỳnh Hương.
Nhưng mà cái cây cao lên thì anh mang cho em một bó quỳnh quỳnh thơm hay nuôi em không? Anh từ anh thời nghe đã hay quá nhưng mà để anh bán nhé chứ. Anh bán nhé cho anh được. Bây giờ nó hát xong đã nó bẻ lại anh. Em chỉ bán ghế hết chứ đã. Sau anh mới bắt đầu bán ghế à? Móng tay anh. Còn móng tay anh, móng tay, móng tay mày dài. Ai mày dài. Thôi bây giờ em hát bài đi. Đúng rồi. Em hát bài đi. Mình có đem cái microphone đó anh. Anh về với em. Rồi mai sống mai lại đi. Đủ rồi. Vậy có một đi thôi nha. Đừng có hát thêm một bài một lần nữa thôi. Đó. Hay là một đêm nữa thôi. Anh này cũng ở bên đảo ha. Không nhớ hả? Em nhớ đó. Dạ nó chụp hình dạo mà. Bây giờ nó về Nha Trang nó chụp hình dạo rồi. Ở biển Nha Trang ra gặp tớ. Bây giờ chụp hình đổi con cá là mình chụp hình bằng mấy cái nhớ mà. Xuống biển rửa dễ không? Để vô trong cái thùng cũng được. Cái này quá là sao anh? Để anh biết rồi, em hỏi thôi. Rồi. Nghe nói là thấy anh quen.